Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube của Creepy Channel. Và chỉ còn một vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đến với dịp Tết Nguyên Đán. Và đây chính là cái thời điểm mà các bạn mua sắm điện thoại rất là nhiều. Vì nói gì thì nói, những chiếc điện thoại vẫn là một cái món đồ mà chúng ta có thể làm mới bản thân. Và cũng như là nó đáp ứng rất nhiều trong cái việc là đi chơi Tết. Và trong video này thì mình sẽ gửi đến các bạn cái event cuối năm dành cho những chiếc điện thoại Android mà Clickbait đặt với một cái tên rất là mỹ miều, đó chính là giảm Android đồng loạt, Tết là sale hết. Đấy, và chi tiết như thế nào thì chúng ta cùng nhau đi vào đi nhá. Thì đây, mình đang cho các bạn vào website của Clickbait. Thì ở đây thì event sẽ là từ ngày 8 tháng 1 đến hết ngày 23 tháng 1 năm 2020. Clickbait triển khai chương trình khuyến mại chào Tết Nguyên Đán 2020, giảm giá đồng loạt, tặng quà cực khủng dành cho quý khách khi mà mua sắm những chiếc điện thoại online, các sản phẩm Xiaomi, Realme và Asus tại các cơ sở miền Bắc. Đấy, bao gồm là Hà Nội này, rồi thì có Thanh Hóa này, 36 ấy các bạn, Bắc Ninh này, Thái Nguyên này, Hải Phòng này. Ngoài mức giá cam kết là rẻ nhất trên thị trường, event còn giảm giá thêm cho tất cả sản phẩm Xiaomi, Realme, Asus, OnePlus đang bán tại Clickbait kèm với rất nhiều phần quà hấp dẫn. Đấy là mình đọc nguyên trên website. Và chi tiết như sau, một vài sản phẩm bạn giảm giá cực kỳ sâu nhé. Ví dụ như là chiếc Asus ROG Phone 2 giảm giá chỉ còn là 11.390.000 đồng. Mình nhớ không nhầm, cách đây vào khoảng là 2 tháng thì mức giá của em nó vẫn xấp xỉ vào khoảng là 13 triệu đồng. Thì bây giờ giảm còn 11.390.000 đồng là một mức giá cực kỳ hấp dẫn. Tại vì là đây là một chiếc máy thiên về gaming. Nếu như các bạn cần một chiếc máy để mà Tết này cày game thì đây là lựa chọn rất tốt. Và ngoài ra nhé, cái camera của nó cũng rất là tốt nhé. Các bạn yên tâm, trải nghiệm gần như là hoàn hảo. Tiếp theo là chiếc Redmi K20 Pro phiên bản Premium. Thì sản phẩm này được bán ra với mức giá là 9.990.000 đồng. Sản phẩm này thì sẽ được trang bị mức RAM cực kỳ khủng lên tới là 12GB. Cùng với đó là 512GB bộ nhớ trong. Với cấu hình như vậy thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể cao bằng san phẳng tất cả những cái tựa game dù là nặng nhất trên CF Play một cách mượt mà và đa nhiệm, phải nói là quá là vô đối. Tiếp theo là Redmi K20 Pro, chúng ta sẽ được giảm luôn 2 triệu đồng, còn có 7.990.000 đồng thôi dành cho phiên bản RAM 8GB luôn nhé. Phiên bản RAM 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Tiếp đến là Redmi K30 phiên bản 4G ấy, sẽ có mức giá là 5.890 này. Redmi Note 8 Pro chỉ còn là 4.390 này. Redmi Note 8 chỉ còn 3.390 này. Hay là Redmi 8 chỉ còn 2.890. Realme X2 còn 4.990. Ui, trước đây mình làm video cho các bạn nó xấp xỉ vào khoảng 6 triệu mà Realme X2 bây giờ chỉ còn có 4.990. Realme Q còn có 3.590.000 đồng mà thôi. Wow, một mức giá quá trời là hấp dẫn luôn. Thì đây thực sự là một trong những cái event cuối cùng của năm 2019 âm lịch mà các bạn không nên bỏ qua, đặc biệt đối với các bạn game thủ. Các bạn cần những chiếc điện thoại cấu hình cao trong mức giá thì đây đều là những chiếc điện thoại rất tốt. Và ngoài ra nhé, đối với các bạn mua những chiếc điện thoại Android mới ở thời điểm hiện tại ấy, thì các bạn sẽ được tặng một pin dự phòng Remax 5000mAh hoặc là Aran 5600mAh trị giá là 150.000 đồng, phong bao lì xì Clickbait cực chất. Đấy. Khi mà nâng cấp bảo hành ấy, thì sẽ được tặng thêm dán cường lực này, tai nghe Xiaomi này, rồi thì gậy chụp hình selfie. Và đây đều là những cái món quà mà mình thấy rằng rất là ý nghĩa trong dịp Tết này. Tập trung lại thì mình đã chia sẻ với bạn về cái event cuối năm của những cái sản phẩm Android. Thì mình thấy rằng là nếu như các bạn quan tâm thì hãy ngay lập tức đến với Clickbait. Tại vì là đây chính là một trong những cái event cuối cùng rồi, giảm giá cuối cùng để các bạn có thể là dinh ngay ở thời điểm hiện tại. Vậy thì các bạn ấn tượng nhất với chuyện thoại nào thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía Familyland nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.